Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cái Bè. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn, đây là cây ổi ruby. Hiện nay cây ổi ruby đang rất là đẹp nha, lá xanh mướt. Bạn thấy đám ổi ruby bên trại Thế Giới Cây Giống Cái Bè của mình không? Cây đang rất là đẹp. Giống ổi ruby ruột đỏ ít hạt, thời gian sinh trưởng nhanh nha, cây dễ ra hoa đậu trái, thích hợp với nhiều vùng đất, lá rất là to. Rồi, đây là hai nhánh ổi ruby mình lấy ra nha, cho các bạn coi quay gần. Dàn lá rất là đẹp. Đây là cái bầu rễ. Nhánh ổi ruby rất là to đẹp nha các bạn. Ổi ruby ruột đỏ ít hạt. Hiện đây có tại Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cái Bè. Các bạn có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại 0824 664499. Đặt hàng online, ship hàng tới tận nhà nha các bạn, với chi phí ship rất là rẻ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.